Thì em được biết là ngày mai, buổi sáng ngày mai em đánh sẽ đấu với cả người em trai của mình là Nguyễn Đặng Minh. Thì cho dù là người trong cùng một nhà nhưng mà bọn em vẫn sẽ quyết tâm và cống hiến để cho mọi người có thể có một trận đấu để có thể xem một cách hay nhất và đẹp mắt nhất, và em sẽ cố gắng hết sức để có thể đánh bại em trai của mình ạ.